Danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Nam Em cùng quán quân giọng hát Việt Hoàng Đức Thịnh đổ bộ đêm nhạc lời muốn nói tại Phú Quốc. Đêm nhạc lời muốn nói, tối ngày 19 tháng 11 tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng Corona Resort Phú Quốc hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc. Sau thời gian lên sóng, mới đây game show truyền hình trò chơi trời cho đã chính thức khép lại mùa đầu tiên với vô vàn những cung bậc cảm xúc. Vượt qua nhiều người chơi, 12 người chơi may mắn đã bước vào vòng quay may mắn cuối cùng để có cơ hội dinh về giải thưởng 50 triệu đồng. Dẫu cho có người thắng cuộc, có người may mắn chưa mỉm cười. Song chuyến du lịch trải nghiệm tại quần thể du lịch kết hợp nghỉ dưỡng Corona Resort Phú Quốc, nhà tài trợ chính của trò chơi trời cho, cũng đã mang lại những điều thú vị. Để gửi lời tri ân đến Corona Resort Phú Quốc, sắp tới đây, ekip sản xuất của trò chơi trời cho sẽ tổ chức đêm nhạc lời muốn nói thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất đến nhà tài trợ. Đêm nhạc quy tụ những nghệ sĩ đình đám đang được yêu thích trên thị trường âm nhạc như danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ, người đẹp Nam Em và quán quân giọng hát Việt 2019, Hoàng Đức Thịnh. Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ bùng nổ và thăng hoa với những giai điệu âm nhạc với guitar lead Nguyễn Chí Hùng và violon Lucy Nguyễn. Không những thế sự có mặt của pháp sư, sân khấu Nguyễn Việt Duy sẽ hô biến những màn ảo thuật đen đỏ tại Corona Resort Phú Quốc trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Còn chần chờ gì nữa mà không xách vali ngay và luôn đến quần thể du lịch nghỉ dưỡng Corona Resort Phú Quốc để cùng tận hưởng không khí tuyệt vời những ngày cuối năm tại đảo Ngọc. Vừa thưởng thức bữa tiệc âm nhạc thượng hạng tại sân khấu của Corona Resort Phú Quốc và dinh về những giải thưởng, phần quà giá trị chỉ dành cho khách tham dự đêm nhạc.